Hôm nay tôi có một tiếng rưỡi theo chương trình của lớp và sẽ có ba chủ đề: siêu âm tim stress, siêu âm cảm âm và siêu âm hở van động mạch chủ. Ai nghe siêu âm stress giơ tay lên này. Không ạ. 1, 2, 3. Ai nghe siêu âm cảm âm? Cũng những người ai nghe siêu âm van chủ ạ, cũng gần đấy, nghe hết à? Không có thời gian rồi ạ. Thôi cứ được đến đâu hay đến đấy nhá. Vâng, siêu âm tim stress, có thể là chúng ta nghe thấy cái siêu âm tim gắng sức, nhưng mà tôi thì tôi luôn luôn dùng cái từ siêu âm tim stress, bởi vì tiếng nước ngoài họ gọi là stress echo. Thế và nó không phải là chỉ có gắng sức mà nó còn có những cái khác nữa, chúng ta sẽ bàn ở phía đằng sau này. Và đây là đây ạ, là cái màn hình mà chúng ta thấy khi mà chúng ta làm cái siêu âm tim stress. Chúng ta thấy rằng là chúng ta xem lại một lần nữa, 4 buồng tim, nhát cắt 2 buồng tim, nhát cắt 3 buồng tim, nhát cắt qua trục dọc và nhát cắt ngang qua cái thành tim. Nếu mà lưu lại cái màn hình thì chúng ta thấy rằng là trên này chúng ta có bốn cái hình. Nếu mà bình thường ra khi mà quả tim nó đập, ở đây là 74 chu kỳ phút, ở đây là 87 chu kỳ phút, ở đây là bao nhiêu nhỉ, 98, ở đây là 102. Bốn, khi mà chúng ta muốn so sánh bốn cái hình này thì không thể so sánh nổi, bởi vì là mỗi cái màn hình, mỗi cái góc đó nó co bóp với một cái vận tốc khác nhau, cho nên là rất là khó. Và công nghệ thông tin giúp cho chúng ta này đưa tất cả các cái hình ảnh siêu âm ở các cái tần số tim khác nhau về chung một cái tần số, và lúc đó chúng ta mới theo dõi được và chúng ta phân tích được, chúng ta mới so sánh được các cái vận động của quả tim ở các cái tần số khác nhau, nhưng đây tiêu chung về một cái tần số chung thôi để theo dõi cho nó dễ. Và ở đây là chúng ta có cái nhát cắt qua trục dọc, ở đây hơi chéo đi một tí tẹo, ở đây nhát cắt ngang qua cái thất trái, ở đây cũng như vậy, xuống dưới thấp hơn một tí nữa, và ở đây là bốn buồng tim. Ngày xưa mà chúng tôi làm, mới bắt đầu làm, và có thể là bây giờ các bạn ở đâu đó chưa có cái này, thì chúng ta để chẩn đoán kinh điển cái thiếu máu cục bộ, chúng ta khá là khó khăn. Và ví dụ như ở bệnh nhân có đau thắt ngực, có ST chênh lên, và chúng ta chẩn đoán là thiếu máu cơ tim, đấy là kinh điển. Bệnh nhân đau thắt ngực thì không, nhưng mà trên điện tâm đồ thì có cái ST chênh lên, chúng ta vẫn nghi ngờ là có thể có cái thiếu máu cơ tim. Bệnh nhân đau thắt ngực và ST không chênh thì chúng ta cũng lại không có gì tin cậy cả, cứ nói là có vẻ thôi. Và nếu mà cho bệnh nhân về thì cực kỳ là risky, và có một ngày nào đó chúng ta sẽ bị kiện, bởi vì là chúng ta chẩn đoán không đúng và bệnh nhân sẽ bị có những biến chứng nặng, và có thể là biến chứng rất nặng nữa là khác. Đấy là cái ngày xưa. Khi mà chúng ta nói đến cái lưu lượng động mạch vành thì ở đây lưu lượng động mạch vành bình thường nó là như thế này. Và đây ạ, đây là bình thường. Thế còn khi mà bệnh nhân gắng sức thì, tôi xin lỗi, cái lưu lượng động mạch vành nó sẽ tăng lên. Thế còn và khi mà bệnh nhân mà có cái hẹp động mạch vành ở các cái mức độ khác nhau, 20%, 30%, 40 đến 60, 70% thì cái lưu lượng động mạch vành nó giảm,
à, nó tăng lên như thế này khi mà gắng sức, và đến khi mà hẹp ấy, thì là cái lưu lượng động mạch vành nó giảm xuống. Và ở đây người ta nói rằng là cái dự trữ vành ở đây là giảm, và cái này nó là cái gây ra cái thiếu máu cơ tim ở ở người bệnh. À, khi mà cái tưới máu nó thay đổi, và lúc ngày xưa lúc còn trẻ trẻ thì tôi cũng ngồi tôi vẽ cho vui, thì khi mà cái tưới máu nó bị thay đổi, khi mà chúng ta gây một cái stress lên quả tim, bắt quả tim nó làm việc nhanh hơn, mạnh hơn, thì nó gây ra một cái stress. Nếu mà thiếu máu thì chúng ta sẽ thấy rằng là trước tiên là cái sự thay đổi về tưới máu, perfusion đối với lại cơ tim, sau đó là các cái thay đổi chuyển hóa. Nếu mà chúng ta nhớ ngày chúng ta đi học hóa sinh, sinh hóa gì đấy thì là có cái chu trình Krebs, đúng không? Nếu mà có chuyển hóa thì nó sẽ tạo ra các cái ATP, tạo ra cái sức năng lượng. Thế và nếu mà thiếu oxy thì nó gây ra những cái rối loạn chuyển hóa trước tiên ở trong các tế bào, và các cái ATP nó sẽ sản xuất ra ít hơn, và cái năng lượng, cái sức vận động của cơ tim nó sẽ một đến một lúc nào đó nó sẽ thay đổi. Và nó đây là sự thay đổi của nó, đầu tiên là cái sự thay đổi chức năng tâm trương. Đầu tiên ngày nếu mà chúng ta không xem kỹ và cứ nghĩ nó là một cách cơ học thì chúng ta thấy nó là thay đổi chức năng tâm thu, thay đổi sự co bóp, nhưng không, trước tiên là rối loạn chuyển hóa ở trong các tế bào, sau đó dẫn đến các cái rối loạn chức năng tâm trương. Và nếu rối loạn chuyển hóa chúng ta không thể nào dùng các cái gì để mà đo được ở trong tế bào, nhưng nếu mà rối loạn chức năng tâm trương chúng ta có thể đo được, chúng ta có thể đếm được, có thể tính được bằng các cái biện pháp khác nhau, mà có thể là các thầy cô đã bàn với các bạn về đánh giá chức năng tâm trương. Và ở đây ở Viện Tim Mạch cũng đã có cái đề tài nghiên cứu là dùng stress echo để đánh giá sự thay đổi chức năng tâm trương, sóng E, sóng E phẩy ở các cái bệnh nhân có thiếu máu cơ tim. Đấy là những biểu hiện sớm nhất ở trong cái cơ tim, trong cái sự giãn nở của cơ tim. Và sau đó mới bắt đầu đến dẫn đến các cái rối loạn vận động, rối loạn co bóp, rối loạn chức năng tâm thu của quả tim, bởi vì quả tim nó thiếu máu. Và ở trên siêu âm chúng ta sẽ thấy là các cái thành tim nó giảm vận động. Ở trên nếu mà trên 2D, trên TM mà chúng ta cũng thấy là sự vận động của time motion của các cái thành tim nó cũng sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ xem ở phần sau. Và trên điện tâm đồ là cái giai đoạn khá là muộn rồi, và cuối cùng mới là các cái triệu chứng của lâm sàng, các cái biểu hiện cơ năng của người bệnh. Đây là cái sự diễn tiến của cái quá trình thiếu máu cơ tim khi mà chúng ta gây stress. Như vậy là siêu âm tim sẽ giúp cho chúng ta đánh giá cái gì? Đánh giá rất là sớm, đánh giá rối loạn chức năng tâm trương nếu mà cái công nghệ và cái tay nghề của chúng ta tốt, đánh giá chức năng tâm trương ở trên siêu âm. Thứ hai nữa là rối loạn vận động của thành tim, nó giúp cho chúng ta đánh giá được cái thiếu máu cơ tim khá là tốt. Và đây là các cái chỉ định của siêu âm stress ở trong cái bệnh động mạch vành, đánh giá cái một bệnh nhân đau ngực ra làm sao, đánh giá một bệnh nhân khó thở, nó giúp cho đánh giá một bệnh nhân khó thở, giúp cho xác định cái vị trí của thiếu máu, xác định đánh giá cái nguy cơ của một bệnh nhân bị bệnh động mạch vành, đánh giá cái kết quả của tái tưới máu, đánh giá cái cơ tim còn sống hay không, đánh giá cái nguy cơ khi mà những bệnh nhân chúng ta sẽ gửi đi phẫu thuật, ví dụ như là những phẫu thuật lớn, ví dụ như phẫu thuật thuật khớp, ví dụ như là những phẫu thuật nội tạng lớn, thì chúng ta cái siêu âm stress giúp cho chúng ta đánh giá khá là tốt. Và đây là những công nghệ, những cái công cụ để đánh giá. Trước tiên là siêu âm stress bằng gắng sức, siêu âm stress bằng thuốc, và siêu âm stress khi mà chúng ta dùng cái mạch tạo nhịp để chúng ta kích thích cái quả tim làm việc nhanh hơn, mạnh hơn, nhu cầu về oxy thì sẽ tăng lên. Và đây là một cái stress echo lab
với lại một cái hệ thống ghi và trên điện tim, ghi huyết áp, hệ thống siêu âm, và ở đây là một cái bàn. Chúng ta xem ở trong phòng siêu âm chỗ chị Đào, ở đây chúng ta sẽ thấy cái bàn y như thế này. Cái bàn này nó có thể nghiêng đi được để chúng ta làm siêu âm nó dễ hơn, và bệnh nhân nằm lên trên này và hai chân bệnh nhân đạp vào đây và bác sĩ thì đứng làm siêu âm. Đây là cái quang cảnh của một cái lab siêu âm. Như vậy là bây giờ chúng ta cái khả năng của chúng ta cũng đã thay đổi rồi, không phải là khó khăn như ngày trước nữa. Nếu mà một bệnh nhân đau ngực, một bệnh nhân ST có chênh mà rối loạn vận động vùng không có, thì chúng ta yên tâm cho bệnh nhân về và sẽ đến theo dõi định kỳ. Tất nhiên chúng ta không khẳng định được đâu, ở đây ghi là không có thiếu máu cơ tim là không phải, không có thiếu máu cơ tim ở cái mức độ mà cần phải can thiệp, không có thì ở không có significant ischemia là không có. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân không đau ngực, ST không chênh lên mà rối loạn vận động vùng trong quá trình stress có, thì chúng ta nói rằng là có đấy, thiếu máu cơ tim là có đấy, và khá rõ rệt, phải đi tiếp đối với bệnh nhân, chúng ta không thể thả cho bệnh nhân về được. Chứ còn trước đây nếu mà đến khám, phòng khám của chúng ta đến mà bệnh nhân không có hai cái này, chúng ta thả bệnh nhân về thì có thể đến một ngày nào đó, có thể là ngay lập tức, có thể ngày mai, có thể vài tháng sau, bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện của thiếu máu cơ tim. Trên khi mà chúng ta gây stress cơ tim thì đây ạ, trên siêu âm TM chúng ta chắc là cũng đã tham khảo về cái này rồi. Cái thành tim nó dày lên khi quả tim bóp như thế này. Còn trên siêu âm TM ở đây tôi ví dụ là cái sự vận động của thành sau thất trái, ví dụ là như thế, thì trong thời kỳ, đây là thời kỳ tâm trương, đây là thời kỳ tâm thu, cái thành tim nó dày lên, và đây là tiếp tục là thời kỳ tâm trương. Khi người bệnh nghỉ thì cái thành tim nó như thế này. Khi mà chúng ta kích thích cái quả tim hoặc là bằng gắng sức, hoặc là bằng dopamine, hoặc là bằng pacing, thì cái nó sẽ gây ra quả tim sẽ phải co bóp mạnh hơn. Và khi mà gắng sức nhiều nó cũng như vậy, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể có cái câu trả lời là cái tưới máu cơ tim của bệnh nhân này là bình thường. Trường hợp thứ hai, khi mà nghỉ khí cơ tim nó cũng co bóp tâm trương, tâm thu, khi mà chúng ta gây stress thì cái cơ tim nó cũng co bóp mạnh hơn trên siêu âm TM mà là như thế này. Thế và khi mà chúng ta gây stress mạnh hơn nữa thì cái mấy cái slide trước đã nói cho chúng ta thấy rằng là thiếu máu cơ tim sẽ giảm vận động, và trên siêu âm TM mà chúng ta sẽ thấy cái hình như thế này, nó đang co bóp bình thường, đang co bóp tốt lên như thế này. Thế mà khi mà gây stress mạnh hơn nữa, truyền dopamine với liều lượng cao, quả tim đập nhanh hơn, hoặc là bệnh nhân gắng sức với cái cường độ lớn, thì lúc đó cái cơ tim bị thiếu máu và nó sẽ bị giảm vận động. Và trên siêu âm TM chúng ta nhìn thấy cái này, và chúng ta khẳng định là bệnh nhân có cái thiếu máu rõ rệt, và chúng ta phải đi bước tiếp theo, phải chụp động mạch vành và phải tính can thiệp cho người bệnh. Trong trường hợp là một bệnh nhân đến với lại chúng ta thấy một cái vùng thành tim nhất định nào đó, hoặc là bách liên thất, hoặc là thành sau thất trái, hoặc là mỏm tim, thấy cái thành tim nó đờ ra như thế này, chúng ta không biết là cái này nó bị thành tim này bị làm sao, có vẻ như là đã thành tim này không vận động, thành tim này đã chết. Chúng ta đi tìm câu trả lời, cái cơ tim này nó bị làm sao, nó như thế nào, cái gì đã gây ra đến cái sự mất vận động của, hoặc là giảm vận động của cái thành tim này như vậy. Và chúng ta gây stress hoàn toàn không có gì thay đổi, gây stress mạnh hơn nữa chẳng có gì thay đổi cả. Cái này nó khẳng định là cái gì ạ? Cơ tim sống hay chết? Chết, và cơ tim đã bị hoại tử.
và cơ tim này là bị chết. Có lẽ đây là một cái sẹo hoại tử, một sẹo nhồi máu cơ tim ở một cái vùng mà chúng ta nhìn thấy trên siêu âm 2D, và ở đây chúng ta khẳng định đó là cái hoại tử infection. Một bệnh nhân đến với chúng ta với lại một cái bệnh cảnh của một cái nhồi máu cơ tim, chúng ta can thiệp cho người bệnh, chúng ta tái tưới máu cho người bệnh, và chúng ta thấy rằng là cái cơ tim nó như thế này, giảm vận động. Và chúng ta đặt một cái câu hỏi là không biết là cái việc làm của mình như vậy có hiệu quả hay không. Chúng ta đi tìm câu hỏi đó sau được khoảng vài ngày, và chúng ta làm cái siêu âm stress cho người bệnh, và chúng ta thấy rằng là cái cơ tim này nó co bóp mạnh hơn khi mà bệnh nhân bị gây stress, khi mà bệnh nhân gắng sức. Thì câu trả lời nó không phải là cái này, nó không phải là hoại tử, mà cơ tim này là cơ tim đã được cứu sống, nhưng nó đờ ra trong cái giai đoạn sau tái tưới máu. Và chúng ta gọi đây là gì ạ? Cơ tim đông miên, cơ tim đờ cơ tim, đây là cơ tim đông miên. Một trường hợp cuối cùng, bệnh nhân đến với chúng ta cũng đến phòng khám, đến viện với lại cái cơ tim như thế này, giảm vận động hoặc là không vận động. Và chúng ta làm gây stress, chúng ta thấy cái cơ tim nó vận động tốt hơn. Cơ tim này còn sống hay chết? Còn sống, đúng không ạ? Thế nhưng khi mà chúng ta kích thích mạnh hơn nữa, chúng ta sẽ thấy rằng cái cơ tim này nó đờ ra. Và chúng ta gọi đây là gì? Cơ tim ngủ đông. Cơ tim bị thiếu máu mãn tính kéo dài, và cơ tim ngủ đông. Bây giờ nếu mà chúng ta mở cái mạch vành ra, chúng ta cứu cái cơ tim này, thì cơ tim sẽ sống lại. Kể cả những bệnh nhân đã có khi các cái thành tim giảm vận động đồng đều, nếu mà tổn thương nhiều nhánh động mạch vành kéo dài, có thể là chúng ta thấy có một cái hình ảnh như là một cái bệnh cơ tim. Nhưng nếu chúng ta mở các cái mạch vành ra cho bệnh nhân bằng mọi biện pháp nào đó, hoặc là bypass hoặc là PCI, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cơ tim này nó sẽ sống trở lại, và chúng ta cứu được cái cơ tim đó. Và đây là các cái, đây là sơ đồ phân vùng tưới máu của các nhánh động mạch vành, động mạch liên thất trước, động mạch vành phải và động mạch mũ. Tất nhiên nó còn những cái vùng giao thoa giữa các cái động mạch đó, nhưng đây là những cái sơ đồ chính thôi. Thì chúng ta thấy rằng là động mạch liên thất trước tưới ở các cái vùng này, động mạch vành phải tưới máu ở các cái vùng này, và động mạch mũ tưới máu ở các cái vùng này. Và nếu mà một cái vùng nào đó bị giảm vận động, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái vùng tương ứng sẽ bị thay đổi. Ở đây chúng ta nhắc lại là các cái biện pháp gây stress, trước tiên là gắng sức. Chúng ta có thể cho bệnh nhân chạy trên thảm lăn, hoặc là cho bệnh nhân đạp xe trong tư thế ngồi đạp cũng được, có thể làm được gắng sức, hoặc nằm, hoặc là nằm, tốt nhất là nằm nửa nghiêng đi thì chúng ta làm siêu âm được. Thế và bởi vì khi mà chạy, các mỗi cái biện pháp nó có những cái ưu điểm khác nhau. Chạy trên thảm lăn là cái biện pháp mà tương đối là dễ dàng nhất cho tất cả mọi người, và cái thảm chạy đó chúng ta mua ở đâu cũng được. Chúng ta hoàn toàn có thể làm cái gắng sức, nhưng ở đây chúng ta trong quá trình bệnh nhân chạy, chúng ta không thể đánh giá được, không thể scanning được, không thể làm siêu âm cho người bệnh được. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ đánh giá được khi mà
bệnh nhân trước gắng sức và trên đỉnh gắng sức khi mà bệnh nhân chạy đạt được cái tần số tối đa, và sau đó cho bệnh nhân nằm ra giường và lúc đó chúng ta mới làm siêu âm được. Vì vậy cho nên là chúng ta không thể nào đánh giá được toàn bộ cái chuỗi, toàn bộ cái diễn tiến của cái cơ tim ở các cái mức độ stress khác nhau. Thì đấy là cái yếu điểm của cái nghiệm pháp gắng sức ở trên trên thảm chạy. Thế còn các cái biện pháp khác chúng ta đều có thể đánh giá được từ đạp xe ngồi chúng ta cũng đánh giá được, nhưng mà cực kỳ khó, bởi vì là khi mà bệnh nhân ngồi chúng ta làm siêu âm cái hình ảnh siêu âm nó không đẹp. Vì vậy cho nên là rất là khó. Tốt nhất là chúng ta có một cái bàn chuyên biệt như là ở trong phòng siêu âm, hoặc là chúng ta đã xem ở cái hình ban nãy. Còn các cái biện pháp tiếp theo có thể gây stress bằng dopamine, các cái biện pháp giãn mạch, nó làm cho quả tim, bắt quả tim làm việc mạnh hơn, và cái giãn mạch đó nó gây dipyridamone hoặc adenosine, nó gây ăn cắp máu từ cái vùng hẹp động mạch vành, và lúc đó trong cái quá trình gắng sức nó sẽ biểu hiện được rất là rõ rệt. Và kích thích như ý, tôi xin lỗi là cái chỗ này là sai. Chúng ta không trong quá trình kích thích nhĩ thì cái chỗ này chúng ta bỏ đi. Siêu khi mà gắng sức và dopamine thì nhu cầu oxy tăng, dipyridamone thì giảm cấp máu dưới nội mạc và nó gây ra thiếu máu. Đây là các cái đáp ứng của cơ thể khi mà bệnh nhân gắng sức. Tôi xin lỗi cái phông chữ nó không thích hợp. Khi mà bệnh nhân nghỉ, đây là cái sức co cơ tim, đây là tần số tim, đây là huyết áp, và đây là các cái sự thay đổi, cái đáp ứng của cơ thể đối với lại các cái stress khác nhau, đối với dipyridamone, đối với dopamine, đối với lại kích thích nhĩ và đối với gắng sức. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn trên biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy là khi bệnh nhân gắng sức thì cái huyết áp nó tăng lên khá là mạnh, tần số tim cũng tăng lên khá là mạnh, cho nên và cái sức co cơ tim cũng tăng lên. Cái biện pháp gắng sức này nó giúp cho chúng ta đánh giá khá là tốt, và nhưng nó có một cái yếu điểm như là chúng ta đã bàn ban nãy rồi. Và thứ hai nữa là nếu mà ở các cái bệnh nhân mà có huyết áp cao, tăng huyết áp, thì khi mà bệnh nhân làm đạp xe hoặc là gắng sức thì cái nguy cơ mà làm huyết áp vọt lên là rất là nhiều. Thứ hai nữa là dopamine. Vì vậy cho nên là khi chúng ta phải lựa chọn, các bác sĩ siêu âm sẽ lựa chọn tùy từng trường hợp bệnh nhân mà lựa chọn cái phương pháp dựa vào cái đáp ứng của cơ thể đối với lại cái stress là gắng sức, kích thích nhĩ, dopamine hoặc là các cái thuốc giãn mạch. Với gắng sức thì thiết bị khá là đơn giản. Nếu mà đấy là thảm chạy, bệnh nhân dễ thực hiện, nhưng mà chúng ta chỉ đánh giá được trước và đỉnh gắng sức. Còn trên xe đạp bằng nghiêng thì chúng ta đánh giá được suốt cái quá trình gắng sức, nhưng mà cái thiết bị nó là thiết bị chuyên dụng, không phải là cơ sở nào cũng có được. Do vậy cho nên là gắng sức nên được đề xuất chỉ định đầu tiên và được dùng nhiều nhất, nhưng mà có một số bệnh nhân không thể gắng sức được do bệnh cơ xương khớp, một số bệnh nhân chỉ đạt được gắng sức dưới mức tối đa bởi vì là sức người ta chỉ có đến như vậy thôi, người ta đạp trong một lúc người ta mệt, người ta mỏi chân, người ta không tuân thủ với mình nữa, cho nên là cũng không phải đơn giản. Và có một số những bệnh nhân thì do khi mà người ta gắng sức người ta thở rất là mạnh, cho nên là cái lồng ngực nó di động và chúng ta đánh giá khá khó, và lúc đó chúng ta phải chuyển sang các biện pháp khác tùy từng bệnh nhân. Với dopamine thì được đề xuất nếu mà bệnh nhân có những rối loạn dẫn truyền, bệnh nhân có các cái bệnh hen COPD, vì adenosine có thể
có tác dụng giảm tính dẫn truyền, co thắt phế quản. Cho nên là nếu mà chọn thuốc thì các cái bệnh nhân mà có hai cái nhóm bệnh lý này chúng ta nên chọn Dutamine. Thế và Dipyrimamone nên được đề xuất nếu mà bệnh nhân bị tăng huyết áp nặng, nếu mà bệnh nhân có tiền sử rối loạn nhịp nhĩ và thất, bởi vì là nếu dùng Dutamine cái tính kích thích của Dutamine cao hơn và nó dễ bị gây loạn nhịp tim nếu mà chúng ta gây stress bằng các cái biện pháp đó. Đây là sự so sánh của giá trị chẩn đoán của ba phương pháp Dobutamine với lại cộng với Atropin. Khi mà chúng ta làm gắng sức hoặc là làm stress thì bao giờ chúng ta yêu cầu là các bạn nắm được cái đó rồi, bao giờ cũng phải bắt quả tim nó làm việc nhanh hơn, mạnh hơn và đạt được một cái tần số đích. Tần số đích đó phụ thuộc vào tuổi của người bệnh, lấy 220 trừ đi tuổi và nhân với 85%, đấy là cái tần số đích. Thì Dobutamine, Dipyridamone và gắng sức, đây là các cái hiệu quả từ độ nhạy và độ chuyên biệt của các cái biện pháp này. Về cơ bản là nó gần tương đương với nhau. Siêu âm so với các cái biện pháp khác để đánh giá hẹp động mạch vành, người ta so siêu âm Dutamine với lại SPECT với lại cộng hưởng từ với lại PET, thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị của nó gần tương đương với lại các cái biện pháp khác. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng so với lại những cái biện pháp mà chẩn đoán hình ảnh thì nó phức tạp hơn nhiều, giá thành nó cao hơn nhiều. Vì vậy cho nên là cái siêu âm stress vẫn là một cái biện pháp lựa chọn để cho chúng ta đánh giá. Đây là các cái so sánh của cái các cái biện pháp để chẩn đoán cơ tim sống hay chết. Và chúng ta đây là các cái biện pháp dùng SPECT và cộng hưởng từ. Giá trị chẩn đoán của các cái biện pháp đó so sánh với lại chụp MSCT. Và có thể là có những đồng nghiệp thấy rằng là khi làm cái nghiệm pháp gắng sức, làm cái siêu âm stress khá là lo lắng và giải thích cho bệnh nhân ra làm sao, liệu nó có những biến chứng hay không. Thì đây là các cái con số ở trên thế giới. Nếu mà làm 10.500 ca siêu âm tim stress thì chúng ta có, đây là các cái biến chứng: một ca tử vong, một ca vô tâm thu, hai ca nhồi máu cơ tim cấp và phù phổi cấp, cũng như là cơn nhịp nhanh thất. Chúng ta thấy 1, 2, 4, 5, 6 trường hợp chúng ta cứu được, giải quyết được hơn một vạn bệnh nhân mà cái biến chứng thì chỉ có ngần này. Vì vậy cho nên là không có gì đáng lo, hoàn toàn đó là một cái biện pháp rất cần thiết để chúng ta đánh giá cái thiếu máu cơ tim cho người bệnh. Ở đây còn những trung tâm khác tới 24.000 tới 35.000 thì các cái biến chứng, các cái diễn biến nó là như thế này, với lại con số vô cùng lớn và chỉ có một ca tử vong. Nếu mà chúng ta không làm ngân này ca thì câu hỏi đặt ra sẽ là bao nhiêu cái trường hợp biến chứng, bao nhiêu trường hợp tử vong nếu mà không được thăm dò tới đích. Đây cũng là những cái tỷ lệ mà biến chứng, những tỷ lệ mà có thể do Dutamine và Dipyridamone gây ra. Như vậy siêu âm stress là một biện pháp an toàn cao đối với gắng sức, đối với Dipyridamone, đối với Dutamine cho việc giải thích cho bệnh nhân là rất là quan trọng. Chúng ta thấy rằng là độ nhạy và độ đặc hiệu của biện pháp khá là tốt, cao hơn nhiều so với lại điện tâm đồ gắng sức. Điện tâm đồ gắng sức độ nhạy, độ đặc hiệu đâu đó khoảng 60%, còn ở đây chúng ta thấy rằng là trên 80%, có những trung tâm là trên 90%, dễ triển khai,
có thể là làm được ở các nơi, bất kể ở một chỗ nào. Ví dụ như truyền glutamine, chúng ta có thể làm ở bất kể một cái nơi nào, không bị chiếu tia, giá thành thấp và thông tin đa dạng chúng ta trên siêu âm. Ngoài cái đánh giá cái sức co cơ tim, tưới máu cơ tim, còn đánh giá về hình thái, chức năng huyết động của cơ tim và đánh giá các cái thay đổi van tim. Đây là so sánh các cái biện pháp với nhau, và đây là cái nguy cơ chiếu xạ của các cái biện pháp mà chẩn đoán hình ảnh khác. Nhược điểm của siêu âm tim stress là gì? Có một số những biện pháp trang bị phức tạp hơn. 10% số bệnh nhân hình ảnh siêu âm không đạt. Kết quả phụ thuộc vào bác sĩ làm siêu âm, mặt cắt phải chuẩn, thời điểm lấy hình, bệnh nhân di động và thở mạnh, phụ thuộc vào người đọc kết quả. Một cái labo siêu âm tim cần phải trang bị cả ba thể chính. Thứ nhất là gắng sức, dipyridamole và dopamine. Các cái biện pháp đều gần tương đương với nhau. Chọn phương pháp nào, chúng ta phải dựa vào cá thể hóa từng người bệnh, dựa vào chỉ định của từng người bệnh. Nếu mà phương pháp đầu tiên đạt dưới mức tối đa, tức là cái tần số tim không đạt tới cái tần số mà chúng ta đích, mà chúng ta cần đạt, thì chúng ta phải chuyển sang phương pháp khác. Stress dưới mức tối đa không đảm bảo cho chúng ta cái mong muốn, cái kết quả mà chúng ta cần đạt được. Đây là các cái chỉ định của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, khá là rộng đối với siêu âm tim stress, chúng ta có thể tham khảo được. Về tương lai thì các cái máy siêu âm tim ngày càng được cải thiện, chất lượng hình ảnh siêu âm tim ngày càng tốt hơn, và cái siêu âm contrast đối với lại cơ tim nó có thêm nữa các cái biện pháp khác, ví dụ như là spec tracking, siêu âm 3D và so sánh với lại cộng hưởng từ, thì cộng hưởng từ nó cũng có những cái chống chỉ định của nó. Đây là tương lai của siêu âm tim stress, đánh giá về thiếu máu cơ tim, đánh giá về sức sống còn của cơ tim, đánh giá về cái dự trữ của cơ tim. Có những bệnh nhân chúng ta hở van nhiều, quả tim khá là to như thế này, chức năng tim giảm, và chúng ta không biết được là bây giờ chúng ta thay cái van cho người bệnh thì cái đáp ứng của người bệnh sẽ ra làm sao, hay là thay cái van xong sau một cái ca mổ tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân mang cái van đó đi xuống dưới van điện. Vì vậy cho nên là chúng ta phải đánh giá được cái dự trữ của cơ tim, liệu sau khi chúng ta thay van cho người bệnh thì cái van đó có đáp ứng, bệnh nhân có đáp ứng được với lại cái đó hay không, thì lúc đó chúng ta mới bàn đến cái chuyện thay van ở những bệnh nhân mà có, đặc biệt là những bệnh nhân có chức năng cơ tim kém. Đây là siêu âm tim 3D mà chúng ta làm stress. Và đây là những cái biện pháp người ta đã so sánh, những cái biện pháp gắng sức rồi giãn mạch và dopamine đối với lại các cái nhu cầu đánh giá khác nhau ở người bệnh. Và các cái ứng dụng khác của siêu âm tim stress đó là trước một cái ca phẫu thuật lớn ở chúng ta, gần như cái đó hiện nay chưa có ở trong thực tế như ở các nước. Khi mà những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có nguy cơ, thì khi trước khi gửi bệnh nhân đi mổ phẫu thuật, các cái phẫu thuật lớn đều phải làm siêu âm stress, đánh giá cái sự sống còn của cơ tim, đánh giá cái bệnh van tim, đánh giá cái chức năng tâm trương, đánh giá ở những bệnh nhân bệnh cơ tim phì đại. Ví dụ có những bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại, cái vách liên tất khá là dày, độ chênh áp qua vách liên tất không biết là cao hay thấp, liệu bệnh nhân này có gắng sức được hay không, liệu bệnh nhân này có nguy cơ gì hay không, thì chúng ta gây ra, chúng ta làm một cái siêu âm tim stress, thì chúng ta khi mà bệnh nhân làm siêu âm tim stress thì cái độ dày của cái ví dụ như là vách liên thất nó sẽ tăng lên, độ chênh áp đi qua đấy nó sẽ tăng lên, và chúng ta sẽ đánh giá được cái nguy cơ của người bệnh,
đánh giá được cái diễn biến của về mặt huyết động khi mà bệnh nhân gắng sức trong cuộc sống bình thường, trong các cái hoạt động thể lực, hoặc là ở những bệnh nhân mà có cái tăng áp lực động mạch phổi thì cái siêu âm tim stress cũng giúp cho chúng ta đánh giá được tốt hơn, rõ hơn và đánh giá được cái đáp ứng của áp lực động mạch phổi ở các cái tình trạng khác nhau của người bệnh khi mà bệnh nhân gắng sức, khi mà bệnh nhân nghỉ ngơi, thì lúc đó cái điều trị của chúng ta sẽ tốt hơn. Và đây là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ, không thể nói được hết, nhưng mà đây là những cái điểm chính để giúp cho các bạn về sau khi mà có nhu cầu, chúng ta sẽ tìm hiểu cái siêu âm tim stress được tốt hơn. Vâng, xin mời các câu hỏi. Vâng, xin mời bác sĩ Thảo đúng không? Chỉ định của siêu âm tim hả? Các chống chỉ định thì khá là nhiều, nhưng chủ yếu là những ở trong tim mạch thì đó là hội chứng mạch vành cấp. Bệnh nhân mà có cái hội chứng mạch vành cấp thì đó là một chống chỉ định, nhưng đôi lúc nó chỉ là chống chỉ định tương đối, còn nếu mà bệnh nhân có nhồi máu cơ tim thì đó là cái chống chỉ định tuyệt đối. Thế còn những cái chống chỉ định khác nữa, ví dụ như là bệnh nhân huyết áp rất là cao, tức là chúng ta dựa vào cái những cái mà chúng ta đã xem ở trong phần trên, cái đáp ứng của người bệnh, bệnh nhân huyết áp rất là cao thì đó cũng là một trong những chống chỉ định tương đối. Chúng ta lựa chọn thời điểm, lựa chọn cái mức độ huyết áp và lựa chọn cái biện pháp để làm cái stress echo ở đây. Và tiếp đó là những cái mà bệnh lý khác của người bệnh mà bệnh nhân không thể đáp ứng được với lại các cái biện gắng sức. Nếu mà bệnh đau khớp, bệnh các cái bệnh động mạch ngoại biên, bệnh nhân không gắng sức được thì chúng ta chuyển bệnh nhân sang các cái biện pháp khác. Thì những cái chống chỉ định đó là chủ yếu là những chống chỉ định tương đối, và chúng ta tùy ở từng người bệnh.